Thiện hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2022. Quý vị đang đến với phần tin Headline News, các dòng tin chính của buổi sáng ngày hôm nay. Và sau đây là các bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Ủy ban vaccine của CDC đang họp để bàn về quyết định chích vaccine mũi thứ tư cho người dân trên 50 tuổi. Ủy ban tư vấn về vaccine và các sản phẩm sinh học có liên quan VRBPAC của FDA sẽ họp vào thứ tư và một phần của chương trình sẽ là thảo luận về liều vaccine thứ tư và các nghiên cứu của Israel đang được sử dụng để thể hiện hiệu quả. Thông thường, quy trình cấp phép vaccine sẽ bao gồm một cuộc họp và bỏ phiếu của VRBPAC về việc có nên đề nghị cấp phép hay không. Tiếp theo là người đứng đầu FDA sẽ cấp phép đó, sau đó, Ủy ban vaccine của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC sẽ bỏ phiếu về cách đề xuất vaccine, sau đó sẽ do Giám đốc CDC quyết định. Liên quan đến tình hình đóng cửa Thượng Hải hiện nay, vào hôm thứ Tư, cả nước đã ghi nhận gần 20.000 trường hợp mắc COVID mới, vượt xa mức đỉnh của Vũ Hán vào năm 2020 khi đại dịch bùng phát tại Trung Quốc. Thưa quý vị, tin từ Hồng Kông cho biết hàng triệu người trên khắp trung tâm tài chính bị khóa chặt của Trung Quốc là Thượng Hải đã tìm kiếm sự chăm sóc y tế và các nguồn cung cấp cơ bản như thực phẩm một cách tuyệt vọng. Cha mẹ đã bị buộc phải tách khỏi trẻ nhỏ bị nhiễm COVID-19 và sự tức giận của công chúng ngày càng gia tăng không có hồi kết khi Trung Quốc liên tục kìm hãm. Israel báo cáo y học về mũi vắc thứ tư không chống được lây lan dương tính nhưng mũi này sẽ bảo vệ cơ thể không bị bệnh nặng và tử vong. Theo một nghiên cứu mới, liều thứ tư của vaccine Pfizer-BioNTech COVID-19 dường như cung cấp khả năng bảo vệ trong thời gian ngắn chống lại nhiễm trùng, nhưng khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng không suy giảm trong ít nhất vài tuần, theo một nghiên cứu mới. Nước Anh khuyến khích đi làm đối với những ai bị COVID dương tính, không có triệu chứng hay bị triệu chứng nhẹ. Nên đi làm nếu bạn bị đau đầu hoặc cảm thấy mệt mỏi, Sahid Havid đã đề xuất trong bối cảnh dịch COVID đang tăng cao trở lại. Cảnh báo rằng danh sách các triệu chứng COVID mới và kết thúc các cuộc kiểm tra hàng loạt có thể sẽ khiến nhân viên vắng mặt tại sở làm hoặc không tham gia các sự kiện khác. Toán bảo vệ an ninh của đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ bị xâm nhập, 4 nhân viên bị sa thải Chi tiết của sở mật vụ Joe Biden bị xâm nhập bởi hai nhân viên an ninh nội địa giả danh, những người đã tặng cho các nhân viên an ninh thật những món quà, bao gồm một khẩu súng trường tấn công trị giá 2.000 Mỹ Kim và nhà cửa mắc tiền. Bốn nhân viên hiện nay đã bị đình chỉ đó là Arian Tahazadeh, 40 tuổi, và Haider Ali, 36 tuổi, đã bị bắt giam hôm thứ Tư vì bị cáo buộc đóng giả các sĩ quan an ninh nội địa. Mục tiêu rõ ràng là gắn bó với sở mật vụ, mặc dù không rõ họ hy vọng đạt được điều gì từ đó. Việc MSNBC thuê bà Psaki đang gặp trở ngại Ông chủ của NBC News buộc phải họp khẩn với các nhà báo sau khi họ cảnh báo về việc thuê Jen Psaki làm người dẫn chương trình MSNBC sẽ làm hoang ố thương hiệu này. Noah Oppenheimer đã tổ chức cuộc họp với các nhân viên có trụ sở tại Washington DC. Họ được cho là lo sợ việc thuê thư ký báo chí của tàu bạch ốc sẽ làm hoàn ố thương hiệu này. Oppenheimer cho biết cô ấy sẽ xuất hiện trên chương trình quan điểm của MSNBC và không phải là NBC. Thưa quý vị, cựu tổng thống của Nga Medvedev cho rằng tổng thống hiện thời Putin có tham vọng thôn tính Âu Châu cựu tổng thống nga nói rằng kết cục của vladimir putin sau cuộc chiến ukraine là một đế chế do moscow lãnh đạo từ vladivostok đến lisbon putin đang cố gắng xây dựng một đế chế nga trải dài từ vladivostok đến lisbon do dmitry Medvedev cảnh báo cựu tổng thống cho biết là putin đã tiến hành một cuộc xâm lược nước cộng hòa thuộc liên xô cũ để mang lại hòa bình cho ukraine bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin headline news của buổi sáng ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.